Nguyễn Đình Bắc, cơn lốc cánh trái của U19 Việt Nam bị khâu 5 mũi. Trước khi U19 Việt Nam bước vào giải U19 Đông Nam Á 2022, Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ thuộc biên chế đội hạng nhất Quảng Nam, còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Nhưng sau trận giao quân hòa chủ nhà U19 Indonesia không đều, Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét với những pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật và táo bạo bên hành lang trái. Chính Đình Bắc là người đã có cú dứt điểm, đưa bóng tìm trúng xà ngang U19 Indonesia hỏng ăn. Tới trận đấu với U19 Philippines chiều 4 tháng 7, Đình Bắc tiếp tục được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tin dùng bên hành lang trái. Phút 16, trong một pha xâm nhập vào vòng cấm U19 Philippines, đội trưởng Rosquillo tranh bóng từ phía sau với Đình Bắc, khiến đầu của hai cầu thủ này va đập vào nhau. Kết quả Rosquillo bị choáng, đến cuối hiệp 1 đã phải rời sân, không thể tiếp tục thi đấu, còn Đình Bắc bị rách đầu. Với chiếc băng đỏ quấn đầu tiếp tục thi đấu, Đình Bắc chơi đầy nhiệt huyết và là người thực hiện cú đá phạt từ bên cánh trái cho Quốc Việt đánh đồng, gia tăng cách biệt 2-0 trong chiến thắng chung cuộc 4-1 của U19 Việt Nam. Sau khi kết thúc trận đấu, Đình Bắc đã được bác sĩ Văn Đình Long của U19 Việt Nam đưa đến bệnh viện để khâu vết thương ở đầu. Theo đó, Đình Bắc phải khâu 5 mũi. Thông tin từ VFF cho hay, tình trạng chấn thương của Đình Bắc cũng không nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ tại bệnh viện Indonesia chăm sóc, Đình Bắc đã trở lại sinh hoạt với các đồng đội bình thường. Anh cho biết sức khỏe của bản thân khá ổn. Với việc Đình Bắc bị chấn thương, hiện U19 Việt Nam có 3 cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất là Đình Bắc, Anh Tú, chấn thương trong trận gặp U19 Indonesia và trung vệ Văn Triệu. Với mật độ thi đấu dày 2 ngày một trận, nhiều khả năng ở trận đấu với U19 Brunei chiều 6 tháng 7 tới, Đình Bắc cùng Anh Tú, Văn Triệu sẽ được huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho nghỉ để đảm bảo hồi phục tốt nhất trên hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại giải. Choáng với điểm số mà Đình Bắc được chấm cao nhất đội tuyển Việt Nam, vượt trội hơn nhiều siêu sao Nhật Bản, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam được chấm điểm cao nhất ở Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ra quân mãn nhãn, dù thua cuộc, dù thủng lưới khá sớm nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chester tạo được bất ngờ nhất định khi lội lên, vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, tuyển Nhật Bản đã có thể lấy lại thế trận, ghi bàn liên tiếp và chốt sổ trận đấu tỷ số 4-2 nghiêng về Nhật Bản. Dẫu sao tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay về mặt tinh thần và lối chơi. Một trong những cá nhân chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam ở trận này chính là Đình Bắc. Sao trẻ này là tác giả của bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 16. Màn trình diễn của Đình Bắc giúp anh nhận được số điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam theo trang SofaScore, 7,3 điểm, ngang bằng với người đàn anh Hùng Dũng. Đáng chú ý, số điểm Đình Bắc cao hơn tới 12 cầu thủ Nhật Bản, tính cả những người được tung vào sân. 64 phút trên sân, Đình Bắc có 37 lần chạm bóng, 22 đường chuyền, độ chính xác 77%. Đình Bắc thắng tới 7/8 những pha tranh chấp, một pha tắc bóng và dê bóng thành công. Người bằng điểm với Đình Bắc, tiền vệ Hùng Dũng, cũng đã có một trận đấu đáng nhớ. Anh chơi trọn vẹn 90 phút, đóng vai trò lớn để tuyển Việt Nam có một thế trận rất ổn trước Nhật Bản. Takumi Minamino với cú đúp của mình nhận về số điểm cao nhất cả trận, 9,4 điểm. Sao trẻ tuyển Việt Nam được báo Nhật khuyên chuyển tới J-League sau màn sâu kim ở Asian Cup, tuyển trạch viên châu Âu cũng chú ý. Tuyển thủ Việt Nam Đình Bắc xuất hiện trên trang fanpage chính thức của Premier League. Trong khi đó, một tờ báo của Nhật Bản hy vọng cầu thủ 20 tuổi này sẽ sang chơi bóng ở J-League. Đình Bắc đang nổi như cồn trong những ngày qua khi anh ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Mới đây, Đình Bắc xuất hiện trên trang fanpage chính thức của Premier League. Cụ thể, trong bài đăng của fanpage chính thức, Premier League có đăng tải 3 cầu thủ Premier League là Saman Gotos, Son Heung-min và Wataru Endo. Bức ảnh về Wataru Endo Nhật Bản có xuất hiện Đình Bắc. Bức ảnh về Đình Bắc tranh chấp với Wataru Endo nhận hơn 4.000 lượt like và hơn 500 bình luận sau 10 giờ đăng tải. Rất nhiều bình luận đến từ các cổ động viên Việt Nam. Đình Bắc thu hút sự chú ý lớn với màn trình diễn trận gặp đội tuyển Nhật Bản hôm 14 tháng 1. Ngoài bàn thắng là cú đánh đầu ngược, Đình Bắc sâu kim Endo trong trận. Các cổ động viên của Nhật Bản rất ấn tượng với tài năng của Đình Bắc và thậm chí gọi anh là Shinni Okazaki của đội tuyển Việt Nam. Tờ Football Tribe phiên bản Nhật Bản viết, trong khi màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản được khen ngợi thì người hâm mộ cổ động viên Nhật Bản, trong đó có nghệ sĩ hài kịch Hiroki, bày tỏ mong muốn Đình Bắc của Việt Nam sẽ thi đấu ở J-League. Bàn thắng này của Đình Bắc đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ tuyển Nhật Bản vì độ tuổi 20 của Đình Bắc rất hấp dẫn. Nhiều cổ động viên Nhật Bản bình luận trên mạng xã hội: Đình Bắc, tôi hy vọng một số câu lạc bộ ở J-League sẽ chiêu mộ được cậu ấy. Trong khi đó, Iguchi viết, tuyển Việt Nam cũng chơi tốt và tôi hy vọng Đình Bắc sẽ tới chơi ở J-League. Tờ Football Trip viết, Đình Bắc thi đấu ở giải hạng nhất của Việt Nam cách đây 6 tháng và đá trận ra mắt cho tuyển Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái dưới thời huấn luyện viên Philip Chester. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn trong tương lai của Đình Bắc vì cầu thủ này đã gây ra khó khăn cho một trong những đội mạnh nhất châu Á. Tài khoản Twitter chuyên về xem dò cầu thủ The Andres Scott cũng đánh giá cao Đình Bắc. Đình Bắc gây ra rắc rối cho hàng thủ tuyển Nhật Bản. Đình Bắc không chỉ ghi bàn thắng bằng đầu xuất sắc, khả năng kiểm soát bóng rất tốt của Đình Bắc đã khiến anh ấy bị phạm lỗi 5 lần trong 64 phút trước khi bị thay ra khỏi sân. Có thông tin cho rằng các tuyển trạch viên ở châu Âu, Nhật Bản đã quan tâm đến Đình Bắc từ lâu. Có thể nói màn trình diễn của Đình Bắc trước đội tuyển Nhật Bản đã mang tới cơ hội lớn cho cầu thủ này.
Đình Bắc tự tin vượt mặt được Hoàng Đức, nói về siêu phẩm vào lưới Nhật Bản, còn ai dám gọi tôi là chân gỗ. Trả lời phỏng vấn sau trận thua Nhật Bản 2-4, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết pha đánh đầu ghi bàn của mình là thành quả của quá trình luyện tập cùng đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã có trận ra quân ở Asian Cup 2023 rất ấn tượng. Thầy trò huấn luyện viên Schuster ghi 2 bàn để dẫn trước đối thủ mạnh Nhật Bản 2-1 trước khi thua chung cuộc 2-4. Trong đó, tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Đình Bắc đã có thi đấu xuất sắc và có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 16. Đây là bàn thắng cực kỳ đẹp mắt khi Đình Bắc đánh đầu lái bóng vào góc xa, làm bó tay thủ môn Jion Suzuki sau đường chuyền của Hùng Dũng từ pha đá phạt góc. Nói về bàn thắng, Đình Bắc chia sẻ, ghi bàn vào lưới Nhật Bản khiến tôi vui và hạnh phúc. Đây là bước đệm để tôi cố gắng hơn trong những trận đấu tới cùng tuyển Việt Nam. Giải thích rõ hơn về pha phối hợp thành bàn đẹp mắt này, cầu thủ trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Quảng Nam chia sẻ, pha đánh đầu này tôi và toàn đội đã tập luyện từ trước nên đây là thành quả của cả tập thể. Đánh giá về trận đấu, Đình Bắc nói, Nhật Bản là đội tuyển rất mạnh ở châu Á, tuy nhiên tuyển Việt Nam đã thể hiện những gì tốt nhất ở trên sân. Tôi nghĩ toàn đội sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp để thi đấu hai trận còn lại của vòng bảng thật tốt. Không chỉ ghi dấu ấn với bàn thắng, Đình Bắc còn có những pha xử lý kỹ thuật đầy tự tin trước các ngôi sao của tuyển Nhật Bản. Trong đó có nhiều tình huống anh xỏ kim đối thủ. Dù vậy, Đình Bắc cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc trên sân. Điều quan trọng là anh học được rất nhiều. Được thi đấu với đối thủ mạnh như Nhật Bản là dịp quý giá để tôi học hỏi và cố gắng hơn trong tương lai. Anh nói, Đình Bắc chia sẻ, huấn luyện viên Schuster truyền rất nhiều sự tự tin cho các cầu thủ. Thầy truyền rất nhiều sự tự tin cho cầu thủ chúng tôi, đội vào sân làm sao để thể hiện tốt nhất cống hiến cho khán giả và người hâm mộ. Tôi rất vui mừng khi có cổ động viên Việt Nam ở trên sân cổ vũ đội tuyển. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là cổ động viên trên sân, đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để đương đầu Nhật Bản. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản là bàn thắng thứ 2 của Đình Bắc ở tuyển Việt Nam sau 7 trận ra sân. Trước đó, anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đình Bắc từng bị lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An từ chối tiếp nhận do hình thể thấp bé, 14 tuổi cao hơn 1,5m. Thất vọng, anh tiếp tục theo học văn hóa, rồi năm 16 tuổi ra Quảng Nam tìm cơ hội chơi bóng. Ở Quảng Nam, Đình Bắc không chỉ được phát triển tài năng mà còn tăng nhanh về chiều cao. Năm 2020, anh đạt được chiều cao lên tới 1,78m, giờ là 1,8m. Ở giải hạng nhất 2023, Đình Bắc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 8 bàn thắng, 7 đường kiến tạo trong 13 lần ra sân thi đấu. Màn trình diễn đó đã giúp Đình Bắc lọt mắt xanh của huấn luyện viên Schuster khi được gọi lên đội tuyển U23 và rồi là đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc, tài năng trẻ chiếm chỗ Quang Hải khiến đội mạnh nhất châu Á ngỡ ngàng. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở Asian Cup 2023. Đó là khoảnh khắc rất ấn tượng của cầu thủ câu lạc bộ Quảng Nam. Tài năng 19 tuổi thực hiện cú đánh đầu ở tư thế khó, đưa bóng vào lưới khiến thủ môn và các hậu vệ Nhật Bản ngỡ ngàng. Pha lập công này giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với đối thủ mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, Đình Bắc và đồng đội không thể nối tiếp bất ngờ và thua 2-4 chung cuộc. Với pha lập công vào lưới tuyển Nhật Bản, Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam trẻ tuổi nhất ghi bàn ở Asian Cup từ trước tới nay. Đình Bắc sinh năm 2004 ở thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 14 tuổi, Đình Bắc gia nhập lò Sông Lam, Nghệ An. Tuy nhiên, anh không trụ lại được vì bị chê gầy nhỏ, bị xem là không đủ sức tập chuyên nghiệp. Đình Bắc trở về học văn hóa dù vẫn đam mê với nghiệp bóng đá. 3 năm sau, Hồ Thanh Thưởng, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An khi đó đang làm việc cho trung tâm đào tạo bóng đá trẻ TNT VHSH của danh thủ Văn Sĩ Hùng, đến gặp và thuyết phục Đình Bắc quay lại bóng đá. Trước đó, ông vốn có cảm tình và tin rằng Bắc có tiềm năng phát triển. Từng thi đấu cho Quảng Nam năm 2009, Thanh Thưởng dùng mối quan hệ xin cho học trò cơ hội. Đình Bắc lại vượt đường xa với giấc mơ cùng trái bóng tròn. Năm 2020, Đình Bắc bắt đầu thi đấu cho đội trẻ câu lạc bộ Quảng Nam. Tuy nhiên, thể hình vẫn là một vấn đề với Đình Bắc. Sự khác biệt đến khi Bắc đã bắt đầu tập trung ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Quá trình này diễn ra từ năm 2022, khi Đình Bắc liên tiếp được tập trung ở nhiều đội tuyển U19, U20, U22 hay U23 Việt Nam. Chế độ dinh dưỡng ổn định giúp Đình Bắc phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. Ở tuổi 19, Đình Bắc cao 1m8, nặng 72kg. Điều này giúp Bắc dễ dàng hơn trong việc che chắn, cài người khi đối đầu với những hậu vệ cao lớn của các đội bóng ở châu Á. Kể từ khi huấn luyện viên Schuster dẫn dắt tuyển Việt Nam, Đình Bắc trở thành cầu thủ ưa thích của ông. Ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 tháng 11 năm ngoái, Đình Bắc đều ra sân. Anh ghi một bàn thắng trong trận gặp Philippines, đánh dấu cho lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia ở giải đấu lớn. Ở trận đấu với Nhật, việc huấn luyện viên Schuster sử dụng Đình Bắc trong đội hình xuất phát là bất ngờ lớn. Nhà cầm quân người Pháp quyết định không sử dụng Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Đình Bắc được xếp ở hàng tiền đạo nhưng thực tế lại chơi lệch hẳn về cánh trái trong đội hình phòng ngự 5-4-1 của tuyển Việt Nam. Những bàn thắng như ở trận gặp Philippines và Nhật Bản sẽ là tiếp thêm sự tự tin cho Nguyễn Đình Bắc và hứa hẹn tương lai tươi sáng với cầu thủ này.